Phẩm thứ 11, Địa thần hộ pháp. Vị địa thần, thần đất được đề cập đến trong phẩm này có tên là Kiên Lao Địa Thần. Kiên Lao có nghĩa là vừa kiên cố, vừa bền vững. Cái gì kiên cố? Đất kiên cố. Cái gì bền vững? Cũng là đất, vì đất rất vững chắc. Chúng ta hiện nay ở trên mặt đất, ví như những con kiến trên chiếc thuyền lớn. Cả đàn kiến mấy ngàn vạn con cũng chẳng thể làm cho thuyền bị chồng chành, chao đảo được, bởi vì chúng không đủ sức để làm chuyện đó. Địa cầu nằm chơi vơi giữa không gian, nhưng nhờ có tầng đại khí quyển cùng không khí giữ hút, cho nên không bị rớt bể, mà như chiếc thuyền lớn trôi nổi giữa biển khơi vậy. Có rất nhiều vị thần đất. Khi Đức Phật Thích Ca thuyết kinh A Hàm, thần đất Kiên Lao hiện thân đến nghe pháp. Nhưng vị thần đất này rất kiêu căng ngạo mạn. Kiêu căng ngạo mạn như thế nào? Thần đất nói: khắp cả vũ trụ này chỉ có một mình thần đất ta đây mà thôi, ngoài ta ra chẳng có vị thần nào khác nữa. Thế nhưng Đức Phật bảo: chẳng phải chỉ có một mình thần đất ông thôi đâu, mà còn có thần nước, thần lửa và thần gió nữa. Vị thần đất nghe vậy liền sanh lòng đại ngã mạn, tức vô cùng kiêu ngạo mà nói rằng: làm sao có thể có thần nào khác nữa được? Tất cả mọi sự trên thế gian này đều là do thần đất tôi đây gánh vác cả. Bọn họ đều không phải là thần linh. Đức Phật phải giảng giải cặn kẽ. Thần nước thì ra sao? Thần lửa thì như thế nào? Thần gió thì ra làm sao? Rồi lại dùng nhiều phương pháp nữa mới thuyết phục được thần đất. Về sau, vì thần đất này quy y Tam Bảo, từ bỏ thói kiêu căng ngã mạn. Trong hư không có bốn vị đại thần là thần đất, thần nước, thần lửa và thần gió. Con người là do tứ đại giả hợp mà thành, tức là do bốn vị thần này phân chia, san sẻ cho mỗi người một chút nước, một chút lửa, một chút gió, một chút đất, rồi gộp lại mà hình thành một thân thể. Ở đây, đất bao hàm hai ý nghĩa. Ý thứ nhất của chữ đất thì về mặt sự, đất có thể trưởng dưỡng vạn vật, muôn loài đều nương nhờ nơi đất mà sinh tồn. Còn xét theo mặt lý thì đất cũng có tứ đức: thường, lạc, tịnh, ngã. Một, thường. Thế nào gọi là thường? Quy chế của đất là vĩnh viễn chẳng biến thiên, mãi mãi không dời đổi, do đó gọi là thường. Vậy thần đất có đức thường. Hai, lạc. Đất có thể gánh vác vạn vật, muôn loài đều nhờ vào sức mạnh của đất mà được tồn tại. Do đó, đất vô cùng vui sướng, cho nên đây là đức lạc. 3. Tịnh. Địa có thể sanh trưởng vạn vật. Khi muôn vật do đất sanh ra, thì tất cả đều thanh tịnh, không ô nhiễm. Đây là đức tịnh. 4. Ngã. Nghĩa lý của đất thì vô cùng tự tại. Sự tự tại này thuộc về đức ngã. Vậy thường, lạc, tịnh, ngã là bốn đức tánh của thần đất. Ý nghĩa thứ hai của chữ đất là nói về phương diện pháp. Lúc Đức Phật thuyết kinh Địa Tạng phẩm thứ 11 này, thì thần đất phát nguyện sẽ ủng hộ tất cả những người trì niệm danh hiệu của Địa Tạng Bồ Tát, cũng như những người trì tụng kinh Địa Tạng và hết thảy chúng sanh có thiện căn. Cho nên đây gọi là Phẩm Địa Thần Hộ Pháp, Phẩm thứ 11. Hôm nay là một ngày đặc biệt, cũng là ngày mãn khóa của khóa tu học mùa hè này, 1969. Thời giờ trôi nhanh vô cùng, 6 tuần lễ qua mau như chớp mắt. Dù chúng ta có muốn níu kéo 6 tuần lễ này, hoặc lặp lại 6 tuần lễ như vậy một lần nữa, cũng là chuyện hoàn toàn không thể được, mà phải đợi đến sang năm quý vị mới lại có dịp nghỉ hè. Tuy rằng thời điểm có giống nhau, nhưng đã sang qua năm khác rồi. Cứ một năm trôi qua, có thể nói rằng sanh mạng của mỗi người đã sống thêm được một tuổi. Nhưng đồng thời, thời gian còn cách xa cái chết của mình thì lại giảm bớt đi một năm. Hồi tưởng như vậy, phải chăng là chẳng có ý nghĩa gì? Nhưng năm nay, quãng thời gian vừa qua
quý vị đã sống vô cùng có ý nghĩa, vô cùng có giá trị. Tại sao vậy? Bởi quý vị đã gieo được hạt giống Phật Pháp vào đầu óc và ươm mầm trong thửa ruộng thức thứ 8 của chính mình. Một khi hạt giống Bồ Đề này đã gieo trồng rồi, thì sẽ đâm chồi nảy lộc, sinh sôi nảy nở. Trong tương lai sẽ đơm hoa kết trái, kết thành quả Bồ Đề, và quý vị sẽ được thành Phật. Nay tôi muốn nói với quý vị về một vấn đề rất kỳ lạ, là trong nhiều gia đình, mặc dù con cái có khuynh hướng học đòi, chúng bắt chước theo những điều không tốt, nhưng các bậc làm cha mẹ là chẳng hề lo âu ngăn cản, mà lại cho rằng không sao, để chúng được tự do, tùy ý chúng. Thoạt nhìn thì thấy các bậc cha mẹ ấy chẳng có gì gọi là khắt khe, vì đối đãi với con cái dường như rất cảm thông, dễ dãi. Đợi đến khi con cái họ muốn học điều tốt, vừa muốn học Phật Pháp, thì họ lại đùng đùng nổi giận, la mắng con cái rằng thế này là không đúng, thế kia là không phải. Trước kia, lúc con cái họ dùng ma túy, uống rượu, hút cần sa, con người lúc nào cũng lừ đừ giả dượi, yếu ớt, bạc nhược, thì họ đều có thể nhìn mà không thấy. Cứ nghĩ rằng để từ từ chờ cơ hội, từ từ rồi con cái mình sẽ biết theo điều tốt. Nhưng đến khi con cái của họ biết tu tỉnh, biết theo điều hay lẽ phải rồi, thì họ lại nổi nóng, trách mắng: các cô, các cậu muốn học làm điều tốt chứ gì? Vậy thì phải biết ăn ở hiếu thảo với cha mẹ, biết vâng lời cha mẹ. Bây giờ tao phải mắng chúng mày, đánh chúng mày một trận nên thân mới được. Quý vị nói xem, phen này có phải là sẽ có chuyện phiền phức xảy ra không? Đó chẳng qua là để thử thách khảo nghiệm những kẻ làm con như quý vị. Xem rốt ráo rồi quý vị có phải là chân thật muốn học điều tốt hay không mà thôi. Nếu quý vị chân thật muốn học làm người tốt thì càng bị mắng, quý vị càng phải vui mừng. Càng bị đòn, quý vị càng phải hoan hỷ. Và nhớ đừng khóc lóc than van. Các bậc cha mẹ ấy thấy quý vị tươi cười hoan hỷ thì bao nhiêu hờn giận phiền muộn trong lòng đều tiêu tan cả. Còn nếu quý vị không làm được như vậy thì phiền não của quý vị sẽ càng gia tăng mà thôi. Quý vị cần phải thấy được rằng hết thảy mọi việc đều là thử thách, đều là để khảo nghiệm bản thân mình, xem mình rốt cuộc có áp dụng được những kiến thức Phật Pháp đã học hay không, có thực hành hạnh nhẫn nhục, có trì giới, có bố thí, có tinh tấn, có thiền định, có trí huệ bát nhã hay không. Tất cả đều là thử thách. Nếu đạt yêu cầu, vượt qua được thử thách thì sẽ được lợi ích vô cùng. Còn nếu không vượt qua được thì lại phải cần cù học thêm nữa. Cho nên, sáu tuần lễ này chính là sáu tuần lễ vàng ngọc, vô cùng quý giá. Quý vị bắt được vàng ròng thì phải biết cất giữ kỹ lưỡng, chớ nên đánh mất lần nữa. Trong tương lai, khi ra hoằng pháp, quý vị đều phải không giống với người khác. Là không giống như thế nào? Không phải là tôi muốn quý vị kiêu căng ngạo mạn, tự cho mình là Phật, bảo người khác phải dập đầu quỳ lại mình đâu. Quý vị chớ nên làm bộ làm tịch như thế, mà hãy luôn luôn từ bi nhẫn nhục, đối với bất cứ người nào cũng một mực giữ lòng từ bi nhẫn nhục. Người ta đối xử với quý vị không tốt, quý vị càng phải đối xử với họ tốt hơn nữa. Quý vị phải có cái nhìn phản diện, nhìn mặt trái của vấn đề để tìm ưu điểm. Ai không tử tế với quý vị thì quý vị càng phải tử tế với người ấy hơn một chút. Chẳng cần biết người ta đối xử với quý vị tốt hay không tốt, quý vị chỉ việc kiểm soát, kiềm thúc chính mình, và chính mình nhất định phải làm đúng như thế. Còn người khác có như thế hay không thì mình chẳng cần biết tới, mà phải nhớ rằng Mahatat bất quản tha, Di Đà Phật các cố các. Nghĩa là Mahatat chẳng biết người khác, Di Đà Phật thân ai nấy lo. Vậy quý vị hãy tự kiểm soát chính mình. Ok. Như vậy khóa tu học mùa hè này đã kéo dài trong 6 tuần lễ, và đến hôm nay nữa là hoàn tất. Tuy nhiên, việc giảng kinh vẫn chưa xong.
lúc nào sẽ giảng xong thì tôi cũng không biết được. Hễ lúc nào không còn hơi thở thì lúc đó tôi sẽ không còn giảng nữa. Cho nên nói, hữu khí chi nhật tức thị hoằng pháp chi niên, nghĩa là những ngày còn hơi thở là những năm còn hoằng pháp. Hiện tại, công việc hoằng pháp vẫn là giảng kinh vào mỗi buổi tối, tức là trở lại với nếp sinh hoạt như trước. Nếp sinh hoạt cũ là như thế nào? Đó là mỗi thứ bảy thì 12:30 trưa đến hội cư sĩ lâm giảng kinh Địa Tạng. Chủ nhật thì buổi trưa từ 12:30 đến 2:30 là giảng kinh Đại Bi Tâm Đà La Ni. Còn buổi tối thì giảng kinh Địa Tạng. Tối nay cũng giảng kinh Địa Tạng. Trước kia thì mỗi tối thứ hai, thứ ba và thứ tư là giảng kinh Pháp Hoa, nhưng bây giờ thì đều giảng kinh Địa Tạng cả. Tính luôn cả phẩm thứ 11 này, thì kinh Địa Tạng vẫn còn 3 phẩm nữa chưa giảng xong. Tôi hy vọng sẽ hoàn tất việc giảng kinh Địa Tạng trước khi 5 người Sa Di và Sa Di Ni lên đường sang Đài Loan thọ giới. Vì vậy, nếu vẫn giảng kinh Pháp Hoa thì e rằng không kịp. Cho nên, bây giờ tôi chuyên chú giảng kinh Địa Tạng cho xong trước, rồi sau đó mới giảng tiếp kinh Pháp Hoa. Còn kinh Hoa Nghiêm thì vẫn chưa đến lúc, cần phải chờ xem đã. Lúc trước, mỗi tối thứ năm là do quả mổ hay các vị khác luân phiên phụ trách giảng thuyết. Nói tóm lại, các tối thứ năm, thứ sáu và thứ bảy thì quý vị chia nhau đảm nhiệm một số công việc. Như thế, một mặt là quý vị có cơ hội thực tập giảng giải kinh điển, mặt khác là để chia sẻ gánh vác bớt công việc giùm tôi. Đừng bắt tôi cán đáng nhiều việc như thế, đừng làm cho tôi mệt nhọc quá sức để tóc tôi lại phải bạc trắng ra. Tóc tôi vừa đen lại chưa được bao lâu, tôi không muốn thấy tóc mình bạc trắng trở lại nữa. Vậy chúng ta vẫn theo thời khóa giảng kinh mỗi buổi tối như lúc trước. Kinh văn. Lúc đó Kiên Lao Địa Thần bạch cùng Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, từ trước đến nay con từng chiêm ngưỡng đảnh lễ Vô Lượng Bồ Tát Ma Ha Tát, đều là những bậc đại thần thông trí huệ bất khả tư nghị, quảng độ chúng sanh. Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát đây so với chư Bồ Tát thì thệ nguyện thâm trọng. Bạch Đức Thế Tôn, Bồ Tát Địa Tạng đây có đại nhân duyên với cõi Diêm Phù Đề. Như các ngài Văn Thù, Phổ Hiền, Quán Âm, Di Lặc cũng hóa hiện 100.000 thân hình để độ lục đạo, nhưng nguyện của các ngài còn có lúc hoàn mãn. Còn Bồ Tát Địa Tạng đây phát thệ nguyện giáo hóa tất cả chúng sanh trong lục đạo, trải đến kiếp số như số cát của 100.000 ức sông Hằng. Lược giảng. Lúc đó Kiên Lao Địa Thần, tức là vị hộ pháp Kiên Lao Địa Thần, đã từng phát nguyện hộ trì chánh pháp, bạch cùng Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, từ trước đến nay trải qua vô lượng kiếp, về trước cho đến hiện nay, con từng chiêm ngưỡng đảnh lễ Vô Lượng Bồ Tát Ma Ha Tát. Chiêm ngưỡng có nghĩa là chăm chú ngắm nhìn, không rời mắt. Đảnh lễ tức là cúi rạp đầu sát đất mà lại. Hộ pháp Kiên Lao Địa Thần đã từng gặp được rất nhiều Bồ Tát, đã từng cúi đầu lễ lại rất nhiều Bồ Tát, mà các vị Bồ Tát đó đều là những bậc Đại Bồ Tát và đều là những bậc đại thần thông trí huệ bất khả tư nghị. Những bậc Đại Bồ Tát này đều có trí huệ rộng lớn, vĩ đại. Phải có đại trí huệ thì mới có thể hành trì Pháp Đại Thừa. Vậy Pháp Đại Thừa là gì? Đó là thứ cảnh giới không thể nghĩ bàn. Thần thông và trí huệ của chư Đại Bồ Tát này đều là vô lượng vô biên, cao thâm khó lường. Quảng độ chúng sanh, các bậc Đại Bồ Tát thảy đều rộng độ tất cả chúng sanh. Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát đây so với chư Bồ Tát thì thệ nguyện thâm trọng. Những vị Đại Bồ Tát này tuy là rộng độ khắp mọi loài chúng sanh, nhưng trong các bậc Đại Bồ Tát thì thệ nguyện của Bồ Tát Địa Tạng vốn thâm sâu, rộng lớn hơn cả. Ngài đã lập nguyện rằng: Địa ngục chưa không, thề chưa thành Phật, chúng sanh độ tận mới chứng Bồ Đề. Sức nguyện lớn lao này đặc biệt sâu rộng,
không có sự cùng tận. Hộ Pháp Kiên Lao Địa Thần lại bạch tiếp: Bạch Đức Thế Tôn, Bồ Tát Địa Tạng đây có đại nhân duyên với cõi Diêm Phù Đề. Như các ngài Văn Thù, Phổ Hiền, Quán Âm, Di Lặc cũng hóa hiện trăm ngàn thân hình để độ lục đạo, trời, người, A-tu-la, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Nhưng nguyện của các ngài còn có lúc hoàn mãn. Địa Tạng Vương Bồ Tát có nhân duyên lớn với tất cả chúng sanh ở cõi Nam Diêm Phù Đề. Bồ Tát Văn Thù, Bồ Tát Phổ Hiền, Bồ Tát Quán Âm và Bồ Tát Di Lặc cũng hóa hiện ra cả trăm ngàn thân hình. Và các ngài cũng phát nguyện độ thoát hết thảy chúng sanh trong sáu đường được thành Phật Đạo. Thế nhưng, nguyện lực của các vị Bồ Tát đó tuy quảng đại, nhưng cũng còn có ngày hoàn mãn rốt ráo, các ngài cũng có lúc được mãn nguyện. Còn Bồ Tát Địa Tạng đây phát thệ nguyện giáo hóa tất cả chúng sanh trong lục đạo, trải đến kiếp số như số cát của trăm ngàn ức sông Hằng. Trong khi đó, Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát phát tâm giáo hóa hết thảy chúng sanh trong sáu đường, mà những thệ nguyện ngài đã lập và kiếp số đã trải qua thì nhiều như số cát trong cả trăm ngàn ức sông Hằng vậy. Kinh văn: Bạch Đức Thế Tôn, con xem xét chúng sanh đời hiện tại và vị lai, nơi chỗ sạch sẽ ở phương Nam trong cuộc đất mình trú ngụ, mà dùng đất, đá, tre, gỗ dựng cất cái khám hoặc cái thất. Ở trong đó có thể tô vẽ cho đến dùng vàng, bạc, đồng sắt làm hình tượng Địa Tạng Bồ Tát, đốt hương cúng dường, chiêm lễ, ngợi khen, thì ngay chỗ những người đó ở sẽ được 10 điều lợi ích. Những gì là 10? Một là đất đai màu mỡ, hai là nhà cửa yên ổn mãi mãi, ba là người đã mất được sanh thiên, bốn là người hiện còn được tăng tuổi thọ, năm là mọi mong cầu đều được toại ý, sáu là không có tai họa về nước và lửa, bảy là trừ sạch việc hư hao, tám là dứt hẳn ác mộng, chín là ra vào đều có thần theo hộ vệ, 10 là thường gặp nhân thánh. Lược giảng. Kiên Lao Địa Thần lại bạch cùng Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, con xem xét chúng sanh đời hiện tại và vị lai, nơi chỗ sạch sẽ ở phương Nam trong cuộc đất mình trú ngụ, mà dùng đất, đá, tre, gỗ dựng cất cái khám hoặc cái thất để thờ Địa Tạng Bồ Tát. Ở trong đó có thể tô vẽ cho đến dùng vàng, bạc, đồng sắt làm hình tượng Địa Tạng Bồ Tát. Trong đời này và đời sau, có những chúng sanh cất cái khám thờ Địa Tạng Bồ Tát bằng đất, bằng đá, bằng gỗ hay bằng tre, ngay trên một khoảnh đất sạch sẽ, thanh tịnh về phía nam của nơi mình cư ngụ. Rồi họ ở trong cái khám đó mà tô vẽ hình của Bồ Tát Địa Tạng, hoặc là dùng vàng, dùng đồng, dùng bạc, thậm chí có thể dùng cả thứ vật liệu rất rẻ tiền như sắt để đúc thành tượng Bồ Tát Địa Tạng. Và họ lại ở trước hình tượng của Bồ Tát mà chí thành đốt hương cúng dường, chiêm lễ, nhìn ngắm, luyến mộ, ngợi khen, thì ngay chỗ những người đó ở sẽ được 10 điều lợi ích. Tôi lấy một ví dụ. Chẳng hạn, khi một người nam thích một người nữ thì cậu ta cứ hết nhìn lại ngắm, hết ngắm lại nhìn cô ta. Hoặc như lúc một người nữ thích một người nam cũng vậy, cô ta cứ hết ngó lại nhìn, hết nhìn lại ngó cậu ta. Nhưng cái nhìn đó có tính cách không thanh tịnh, vì cái nhìn ẩn chứa dục niệm. Quý vị cần phải chuyển dục niệm thành trí huệ, phải dùng cái niệm thanh tịnh của trí huệ để chiêm ngưỡng và đảnh lễ Bồ Tát Địa Tạng. Chúng ta phải nhìn Ngài Địa Tạng với vẻ thanh tịnh tự nhiên, chứ chẳng phải như cách nhìn đắm đuối của một đôi nam nữ yêu nhau. Cho nên ở đây nói là chiêm lễ, khen ngợi. Quý vị có thể chiêm ngưỡng, đảnh lễ và ca ngợi như vậy. Nguyện lực của Địa Tạng Bồ Tát thật vô cùng to lớn. Mọi người chúng ta đều nên tin tưởng vào Bồ Tát Địa Tạng. Chúng ta hãy cùng nhau tụng kinh Địa Tạng, đảnh lễ Bồ Tát Địa Tạng. Cho nên, nay tôi tặng quý vị hình tượng Bồ Tát Địa Tạng, và quý vị mang về nhà có thể suốt ngày nhìn ngắm, chiêm ngưỡng hoài mãi,
cho đến lúc quý vị thành Phật hay trở thành như Bồ Tát Địa Tạng vậy. Thế thì, ở ngay nơi những người này cư ngụ sẽ được 10 điều lợi ích. Những gì là 10? Một là đất đai màu mỡ. Đất cát nơi những người ấy sinh sống đều rất tốt, rất phì nhiêu. Ví như trồng bất cứ loại cây gì thì cũng đều được tươi tốt, lớn mạnh. Như ở tiểu bang Alaska chẳng hạn, đất đai phì nhiêu, ruộng vườn trù phú, người ta trồng được giống bí đỏ trái rất lớn. Hai là nhà cửa yên ổn mãi mãi. Ngoài việc đất đai được trù phú ra, nơi cư ngụ còn cần phải được yên vui. Bởi nơi ăn chốn ở mà không được an ổn vui vẻ thì đất đai có màu mỡ cũng chẳng ích lợi gì. Cho nên nhà cửa được xây cất trên những sở đất như thế thì không phải lo nạn động đất. Nhà cửa luôn an ổn, tức là nơi ăn chốn ở mãi mãi được bình yên. Ba là người đã mất được sanh thiên. Điều lợi ích thứ ba là cha mẹ đã qua đời, hoặc là cha mẹ trong 7 đời của những người ấy đều được sanh lên cõi trời. Vì sao họ được sanh lên cõi trời? Chính là nhờ con cái của họ chiêm ngưỡng Địa Tạng Bồ Tát, đảnh lễ Địa Tạng Bồ Tát, tin tưởng và nương theo Địa Tạng Bồ Tát. Bốn là người hiện còn được tăng tuổi thọ. Đây là điều lợi ích thứ tư. Có người hoài nghi rằng về việc người đã chết được sanh lên cõi trời, tôi vẫn còn có chỗ hoài nghi, không thấy là chắc chắn lắm. Có sanh thiên hay không, điều này vẫn còn rất đáng ngờ. Đây chẳng qua là thầy giảng như vậy mà thôi, chứ còn chuyện sanh thiên hoặc không sanh thiên thì tôi cũng chưa hề thấy. Quý vị muốn thấy ư? Thế thì hãy dụng công tu tập. Khi nào đắc thiên nhãn thông thì quý vị sẽ nhìn thấy được ngay. Những việc mà quý vị không thấy được thì hãy khoan nói tới. Bây giờ tôi sẽ nói tới điều mà quý vị có thể nhìn thấy được. Lấy thí dụ, cha mẹ của quý vị rõ ràng là mạng số chỉ tới 50 tuổi mà bây giờ sống được 80 tuổi, hoặc rõ ràng mạng số là 80 tuổi mà nay sống tới 100 tuổi. Như vậy là thọ mạng được gia tăng. Để tôi kể cho quý vị nghe một sự việc có thật. Đó là chuyện của thân sinh ông cư sĩ họ Đàm. Năm ông cụ được 79 tuổi thì bói toán nói rằng nội trong năm đó cụ nhất định sẽ tạ thế. Thế là ông cụ sợ hãi, bèn chạy đến xin quy y với tôi. Lúc quy y, cụ còn ra điều kiện với tôi. Tại sao cụ chịu quy y? Vì ông cụ muốn tôi bảo đảm là cụ sẽ được sống thêm 10 năm nữa. Tôi nói, được, 10 năm nữa là chuyện nhỏ thôi. Và thế là tôi nhận lời. Sau khi tôi hứa nhận, ông ta sống tới bao nhiêu tuổi? 91 tuổi, tức là sống thêm được 12 năm. Lúc nhận lời cho ông cụ sống thêm 12 năm, tôi có nói, được thôi, chỉ cần ông nghe lời tôi, y giáo phụng hành, thì tôi có thể bảo đảm là ông sẽ sống thêm 12 năm nữa. Tôi tuyên bố như thế, cũng không biết là thật hay giả. Nhưng quả nhiên, ông cụ không chết vào năm 79 tuổi, mà còn thọ thêm được 12 năm nữa. Ông cụ qua đời ở tuổi 91. Sau đó, vợ ông ta cùng hai người con gái đều tin theo đạo Phật. Năm là mọi mong cầu đều được toại ý. Quý vị nói rằng từ nãy đến giờ chỉ thấy nói đến những điều lợi ích cho người khác, chứ chưa thấy đề cập gì đến bản thân mình. Thế thì bây giờ điều này là lợi ích cho bản thân quý vị đây. Quý vị muốn gì được nấy, mọi điều mong cầu đều được toại nguyện. Hãy nói về một vấn đề thường tình đối với người đời cho là rất quan trọng, như chuyện hôn nhân chẳng hạn. Một người con gái ước mơ gặp được một người chồng tốt và một chàng trai mong cưới được một người vợ hiền thì nhất định đều được toại nguyện. Đó là nói về người tại gia. Còn đối với người xuất gia thì sao? Nếu người ấy cầu mong được trở thành một vị sư giỏi hoặc một ni sư tốt thì chắc chắn cũng sẽ được toại tâm mãn nguyện. Sáu là
không có tai họa về nước và lửa. Điều lợi ích thứ sáu là không bị nước lụt cuốn trôi, cũng không bị hỏa hoạn thiêu đốt. Vừa rồi tôi có đề cập đến bốn vị đại thần trong hư không, nhưng tôi chưa nói về hình dạng của họ. Bây giờ nhân nhắc đến thần lửa, chúng ta hãy tìm hiểu đôi chút về vị thần này. Thần lửa có hình dáng như thế nào? Thần lửa trông giống như loài chim sẻ, toàn thân đều màu đỏ và chỉ có một chân. Thần lửa tuy có tên, nhưng khi quý vị gọi đến tên ấy thì thần sẽ bỏ chạy mất dạng. Chứ không như chúng ta, hễ gọi tên ai thì người đó liền đến. Thần lửa tên là gì? Thần có tên là Phương Miễn, họ Phương, tên Miễn. Hễ nghe quý vị gọi Phương Miễn thì thần lửa sẽ bỏ đi nơi khác, không ở đây nữa. Còn nếu quý vị không gọi đến tên của thần thì thần cứ ở lại đây, bảo thế nào cũng không đi. Vị thần lửa này thật lạ đời như thế. Lại nói về thần đất. Thần đất có hình dáng như thế nào? Thần đất trông giống như một cậu bé có cặp mắt màu đỏ, tai dài thậm thượt chấm đất. Quý vị đã từng trông thấy đứa bé nào giống như thế chưa? Đó là thần đất đấy. Thần đất cũng có tên là gì? Thần đất tên là Võng Tượng, và rất khó mà gặp mặt vị thần đất này. Nhưng khi gặp được thần, nếu quý vị có thể bắt giữ thần lại và đem nấu chín rồi ăn thịt của thần, thì quý vị sẽ biến thành vị thần đất kế tiếp. Đây là việc có thật chứ chẳng phải là chuyện đùa đâu. Bảy là trừ sạch việc hư hao. Điều lợi ích thứ bảy là không có các thứ hư hao. Hư hao tức là hư kinh quái vị. Các thứ tai nạn, các sự việc kinh khủng kỳ quái xảy đến mà quý vị không tưởng tượng nổi và không ngờ tới được. Điều lợi ích thứ bảy là những việc hư hao này đều tiêu trừ không còn nữa. Tám là dứt hẳn ác mộng. Có nhiều người lúc ngủ thường mơ thấy những việc dữ, mộng thấy có người đánh mình, giết mình, hoặc có con cọp muốn ăn thịt mình, hoặc là quỷ vô thường muốn bắt mình đến gặp Diêm La Vương. Có người thì mộng thấy quỷ yểm mị cưu bàn trà đè trên mình, ú ớ nói không ra tiếng, toàn thân cứng đơ không nhúc nhích được. Nhưng nếu quý vị cúng dường Bồ Tát Địa Tạng, trì niệm danh hiệu của Ngài, thì những việc như thế sẽ không còn xảy ra nữa. Dứt hẳn ác mộng tức là cắt đứt hẳn, dứt tuyệt, hoàn toàn không còn chiêm bao thấy ác mộng nữa. Chính là ra vào đều có thần theo hộ vệ. Ví dụ quý vị đi trên đường phố, rõ ràng bị xe đụng hất văng ra xa cả mấy thước, thế mà quý vị không hề hấn gì cả và đứng dậy đi tiếp như không có chuyện gì xảy ra. Lẽ thường hễ bị xe đụng văng ra xa như thế thì nhất định sẽ bị gãy xương đứt gân, nhưng quý vị lại không việc gì, không cần phải đến bệnh viện mà vẫn có thể đứng dậy phủi phủi áo quần rồi đi tiếp như thường. Đó là vì sao? Chính là nhờ có thần linh che chở, phù hộ. Ra vào đều có thần theo hộ vệ. Có nghĩa là khi quý vị ra đường hoặc lúc ở nhà, khi ra lúc vào đều có thần linh âm thầm đi theo bảo hộ. Mười là thường gặp nhân thánh. Nhân thánh là gì? Là cái mầm mống để trở thành bậc thánh, cái nhân hạnh dẫn đến thánh quả. Như khóa tu học hè của chúng ta ở đây chẳng hạn, đây chính là nhân thánh vậy. Cho nên trong 6 tuần lễ này, chúng ta chuyên chú giảng kinh thuyết pháp, chăm chỉ cần cù dụng công tu hành. Có thể nói là quý vị tìm khắp cả thế giới cũng không thể nào tìm ra được một khóa tu học hè cam go như thế này. Nếu quý vị nói rằng mình không muốn bản thân phải phấn đấu cực khổ vất vả đến thế, thì quý vị sẽ không thể nào gặp được nhân thánh. Quý vị hiện nay tuy có vất vả, có chịu khổ chịu cực, nhưng đây chính là cơ hội để gieo trồng nhân thánh. Và đây là lợi ích thứ 10 vậy. Kinh văn: Bạch Đức Thế Tôn, chúng sanh trong đời vị lai cùng hiện tại, nếu có thể ở nơi mình trú ngụ mà làm ra sự cúng dường như thế, thì sẽ được sự lợi ích như vậy.
lại bạch cùng Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, trong đời vị lai, như có người thiện nam kẻ thiện nữ nào ở nơi mình cư ngụ mà có kinh điển này cùng hình tượng của Bồ Tát, người đó lại có thể đọc tụng kinh điển này và cúng dường hình tượng của Bồ Tát, thì con thường ngày đêm dùng thần lực của mình hộ vệ người đó, cho đến tất cả ác sự, các nạn nước, lửa, trộm cướp và các tai họa bất trắc lớn nhỏ thảy đều tiêu sạch. Lược giảng. Kiên Lao Địa Thần lại bạch cùng Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, chúng sanh trong đời vị lai cùng hiện tại, nếu có thể ở nơi mình trú ngụ mà làm ra sự cúng dường như thế, tức là chọn nơi sạch sẽ thanh tịnh trong nhà mình về hướng nam mà cúng dường hình tượng Bồ Tát Địa Tạng, thì sẽ được sự lợi ích như vậy. Các chúng sanh ấy sẽ được 10 điều lợi ích kể trên. Kiên Lao Địa Thần lại bạch cùng Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, trong đời vị lai, như có người thiện nam kẻ thiện nữ nào ở nơi mình cư ngụ mà có kinh điển Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện này cùng hình tượng của Địa Tạng Bồ Tát, người đó lại có thể đọc tụng kinh điển này và cúng dường hình tượng của Bồ Tát. Nếu người đó không những có được bộ kinh Địa Tạng và tượng của Bồ Tát Địa Tạng, mà còn có thể đọc tụng bộ kinh này, đồng thời đảnh lễ và cúng dường Bồ Tát Địa Tạng nữa, thì con thường ngày đêm dùng thần lực, sức thần thông của mình hộ vệ người đó, cho đến tất cả ác sự, các nạn nước, lửa, trộm cướp và các tai họa bất trắc lớn nhỏ thảy đều tiêu sạch. Thí dụ như bị xe đụng mà tôi vừa nêu ra. Nếu bị xe đụng thì mất mạng, đó gọi là tai họa lớn, đại hoạn. Còn chỉ bị thương nhẹ, trầy xước sơ sài thì gọi là tai họa nhỏ, tiểu hoạn. Thời đại hiện nay không được tốt đẹp lắm, đến đâu cũng có những chuyện phiền phức xảy ra. Như không bị cướp giật thì cũng bị trộm cắp ngang nhiên giữa ban ngày ban mặt. Cho nên quý vị cần phải cẩn thận đề phòng bọn ăn cướp này. Người Hoa có câu: mạng tàn hối đạo, giả dung hối dâm. Nghĩa là chậm giấu của cuốn lôi kẻ trộm, chuốc dung nhang lôi cuốn dâm ô. Mạng tàn hối đạo, đây nói nếu chậm cất giấu tiền của thì cuốn hút người khác vào đường trộm cắp và trao chuốc lẳng lơ thì lôi cuốn người ta vào đường dâm ô. Mạng tàn có nghĩa là cất giấu không cẩn thận, chậm chạp. Như quý vị có báo vật thì phải mau mau cất giấu cho kỹ lưỡng, vì nếu chậm trễ, bọn cướp trông thấy sẽ sanh lòng tham và đến cướp đi mất. Tại sao quý vị bị cướp? Bởi vì quý vị cất giấu quá chậm, cho nên mới dẫn đường cho bọn cướp đến đánh cắp. Đó là nói về tài sản vật chất bên ngoài. Đối với tài sản bên trong của chúng ta, tức là tự tánh của chính mình, chúng ta cũng cần phải cất giấu. Nếu chúng ta cất giấu chậm thì cũng bị bọn yêu ma quỷ quái đến cướp mất vậy. Chúng cướp mất cái gì của quý vị? Cướp đi cái trân bảo vô thượng của quý vị. Nói như thế thì chúng ta phải cất giấu món trân bảo tự tánh của mình như thế nào? Cách cất giấu này thì không giống như cách cất giấu những tài sản có hình có tướng, như đem chôn ở một nơi bí mật hoặc cất giữ trong két bảo hiểm. Không phải như thế. Thế thì phải cất giấu tài sản quý báu tự tánh như thế nào? Phải chính mình không sanh vô minh. Quý vị phải biết rằng mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý đều thuộc loại đại tặc, là những tên giặc rất lợi hại. Đừng tưởng rằng con mắt giúp đỡ chúng ta, mà sở dĩ hiện nay quý vị chưa thể thành Phật cũng chính là vì bị con mắt này tác oai tác quái. Không những mắt là giặc, mà tai cũng là giặc, mũi cũng là giặc, lưỡi cũng là giặc, thân thể cũng là giặc, ý cũng là giặc. Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý chính là sáu tên giặc. Duy chỉ có linh tánh của quý vị mới là pháp bảo, là bảo bối vô cùng trân quý mà thôi. Món trân bảo vô thượng này, nếu để mắt,
mà phân tán đi một chút thì quý vị bị thiếu mất một chút. Tai mà phân tán đi một chút thì thiếu mất một chút. Mũi mà phân tán đi một chút thì thiếu mất một chút. Lưỡi mà phân tán đi một chút thì thiếu mất một chút. Thân mà chia bớt đi một bộ phận thì lại thiếu mất một chút. Ý mà chia bớt đi một phần thì quý vị lại thiếu mất một chút. Đối với mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, nếu quý vị không thâu nhiếp chúng trở về được, tức là quý vị thả lỏng chúng đấy. Mỗi tên chạy rong mỗi nơi lo những chuyện không liên can. Mắt trông thấy vật gì đều muốn thấy cho tận tường thêm nữa, đó gọi là lo chuyện tào lao. Tai nghe thấy việc gì dù chẳng liên quan tới mình cũng tò mò muốn nghe lần nữa cho thỏa thích. Như thế cũng gọi là bị cảnh giới lay chuyển, đều do bọn giặc gây ra. Thế nên quý vị đừng để cho sáu tên giặc này thừa cơ cướp đoạt mất bảo bối tự tánh của mình. Nếu hàng ngày quý vị cứ hùa theo sáu căn này mà hành sự, thì chúng đích thị là những tên giặc trực cướp đi tự tánh của quý vị. Bây giờ tôi giảng đạo lý này thì có thể quý vị chưa hoàn toàn am hiểu hoặc chưa thể lãnh hội thấu đáo được. Nhưng nếu quý vị chịu khó dụng công thì sau một thời gian quý vị sẽ biết mắt thì tác hại như thế nào và tai thì chẳng vâng lời ra sao. Tức quý vị sẽ thấy rằng, à, hóa ra bọn chúng đều là giặc cả. Giả dung hối dâm có nghĩa là người con gái thoa son đánh phấn, trang điểm thật lộng lẫy, khiêu gợi, khiến người khác trông thấy liền sanh lòng tà vậy. Thế nên, người nữ tốt nhất là để dung mạo tự nhiên, không cần phải tô son điểm phấn. Nếu bôi son trét phấn vào môi, vào má hồng hồng, đỏ đỏ, cho rằng làm như vậy rất có ý nghĩa. Nhưng thật ra thì chẳng có ý nghĩa gì cả, mà chỉ là thể hiện sự điên đảo của chúng sanh. Sự điên đảo của chúng sanh chính là ở điểm này vậy. Sở dĩ nói sáu căn là bọn giặc chẳng qua là vì chúng ta không biết cách dùng chúng nên chúng mới biến thành giặc mà thôi. Nếu quý vị biết dùng thì không những chúng không biến thành giặc mà còn trở thành hộ pháp nữa là đằng khác. Do vậy trong kinh Lăng Nghiêm có nói rằng chúng sanh bị luân hồi khổ sở trong sáu nẻo là vì sáu căn này. Nhưng nếu chúng sanh có thể hồi quang phản chiếu, thanh tịnh tự tâm, thì thành Phật được cũng là nhờ ở sáu căn này, chứ chẳng phải đâu xa lạ. Quý vị biết sử dụng chúng thì chúng chính là hộ pháp, còn không biết sử dụng chúng thì chúng chính là giặc đấy. Thí dụ, như quý vị trông thấy đồ vật mà trong lòng sanh khởi chánh niệm, thì đây chính là hộ pháp. Còn nếu như sanh tà niệm, thì đó là ma quỷ vậy. Lục Tổ Đại Sư đã từng dạy, tà niệm chi thời ma tại xá, chánh niệm chi thời Phật tại đường. Nghĩa là, lúc khởi tà niệm là ma tại xá, khi giữ chánh niệm là Phật tại nhà. Do đó, nếu bất cứ lúc nào quý vị cũng có thể đề khởi chánh niệm, thì sáu căn sẽ biến thành hộ pháp của quý vị, chúng trợ giúp quý vị rất đắc lực. Nếu không, thì khi mắt nhìn thấy hình sắc thì liền chạy theo sắc trần, tai vừa nghe lọt âm thanh thì liền chạy theo thanh trần, mũi vừa ngửi thấy mùi liền chạy theo hương trần, lưỡi vừa nếm biết vị liền chạy theo vị trần, thân cảm nhận có sự tiếp xúc, đụng chạm liền chạy theo xúc trần, thì bây giờ sáu căn là những tên giặc ghê gớm lợi hại. Vì sao nói là chạy theo? Chính là vì quý vị cảm thấy thích thú ưa muốn, tự trong lòng nảy sinh sự ham thích, thì đó chính là chạy theo vậy. Bởi chưa có định lực, cho nên ý nghĩ của quý vị sau khi tiếp xúc với pháp thì liền chạy theo pháp trần, đuổi theo ngoại cảnh. Lại cũng vì ý nghĩ còn tà vậy, không được chân chánh, nên mới bị cảnh giới lay chuyển. Còn nếu ý nghĩ chân chánh thì sẽ xoay chuyển được cảnh giới. Kinh văn: Đức Phật bảo Kiên Lao Địa Thần rằng, thần lực rộng lớn của ông, các thần khác ít ai bằng. Vì cớ sao? Vì đất đai trong cõi Diêm Phù đều nhờ ông hỗ trợ,
cho đến cỏ, cây, cát, đá, lúa, mè, tre, lau, gạo thóc, của báo, từ đất mà có đều nhờ nơi sức của ông cả. Ông lại luôn khen ngợi những sự lợi ích của Bồ Tát Địa Tạng, thì công đức và thần thông của ông sẽ trăm ngàn phần trội hơn các địa thần bình thường. Trong đời sau, như có kẻ thiện nam, người thiện nữ nào cúng dường Bồ Tát, cùng đọc tụng kinh điển này, dù chỉ y theo một việc trong kinh Địa Tạng bổn nguyện mà tu hành, thì ông nên dùng thần lực của mình mà ủng hộ, chớ để mọi tai hại cùng sự không vừa ý lọt vào tai người đó, huống nữa là để cho phải chịu đựng. Chẳng phải chỉ riêng mình ông hộ trì người đó, mà cũng có hàng quyến thuộc của Phạm Vương, Đế Thích và quyến thuộc của chư thiên ủng hộ người đó nữa. Tại sao người đó lại được chư hiền thánh ủng hộ như thế? Ấy đều do chiêm lễ hình tượng của Bồ Tát Địa Tạng cùng đọc tụng kinh bổn nguyện này, nên tự nhiên được rốt ráo, xa lìa bị khổ, chứng được niết bàn yên vui. Vì thế mà được sự ủng hộ lớn lao. Lược giảng. Đức Phật bảo Kiên Lao Địa Thần rằng: thần lực rộng lớn của ông, các thần khác ít ai bằng, là hiếm có vị thần nào có được sức thần thông đặc biệt lớn lao như ông. Vì cớ sao? Vì đất đai trong cõi Diêm Phù đều nhờ ông hỗ trợ, cho đến cỏ, cây, cát, đá, lúa, mè, tre, lau, gạo thóc, của báo, từ đất mà có, đều nhờ nơi sức của ông cả. Toàn bộ đất đai trong cõi Nam Diêm Phù Đề đều được Kiên Lao Địa Thần che chở, bảo hộ. Những ngọn cỏ nhỏ bé nhất, cây con non yếu mảnh mai nhất, hoặc một hạt cát, một viên sỏi, cùng những thứ thu hoạch được từ đất như lúa, mè, tre, lau, gạo thóc và những bảo vật, tất cả những thứ quý báu này đều từ nơi đất mà có, thảy đều nương nhờ vào sức lực của thần đất mà sinh trưởng. Ông lại luôn khen ngợi những sự lợi ích của Bồ Tát Địa Tạng, thì công đức và thần thông của ông sẽ trăm ngàn phần trội hơn của các địa thần bình thường. Kiên Lao Địa Thần thường luôn trầm trồ tán thán những sự lợi ích mà Bồ Tát Địa Tạng mang lại cho tất cả chúng sanh. Cho nên công đức và sức thần thông trí huệ của Kiên Lao Địa Thần rộng lớn gấp trăm ngàn vạn lần so với các địa thần bình thường khác. Đức Phật nói tiếp: bây giờ ta muốn căn dặn ông Kiên Lao Địa Thần rằng, trong đời sau, như có kẻ thiện nam, người thiện nữ nào cúng dường Địa Tạng Bồ Tát, cùng đọc tụng kinh điển này, dù chỉ y theo một việc trong kinh Địa Tạng bổn nguyện mà tu hành, thì ông nên dùng thần lực của mình mà ủng hộ, chớ để mọi tai hại cùng sự không vừa ý lọt vào tai người đó, huống nữa là để cho phải chịu đựng. Chớ để mọi tai hại cùng sự không vừa ý lọt vào tai, có nghĩa là đừng để cho những thiện nam cùng thiện nữ đó nghe thấy những việc tai hại cũng như những việc không như ý họ muốn. Chẳng những các thứ âm thanh không như ý đều không được vẳng tới tai họ, mà luôn cả những việc tổn hại cũng không được xảy đến thân họ nữa. Họ không phải lãnh chịu bất cứ một tai họa nào cả. Đối với những thiện nam tín nữ trì ngũ giới và hành thập thiện, mà biết cúng dường Bồ Tát Địa Tạng, đọc tụng kinh Địa Tạng và lại có thể y chiếu theo một việc trong kinh Địa Tạng đã dạy mà tu hành, thì Kiên Lao Địa Thần sẽ dùng sức mạnh thần thông vốn có của mình để ủng hộ những người đó, không để cho các sự tai hại và những việc không như ý thấu đến tai họ. Chẳng phải chỉ riêng mình ông hộ trì người đó, mà cũng có hàng quyến thuộc của Phạm Vương, Đế Thích và quyến thuộc của chư thiên ủng hộ người đó nữa. Ta lại bảo cho ông biết rằng, chẳng phải chỉ mỗi một mình ông là Kiên Lao Địa Thần đơn độc bảo hộ những người như thế thôi đâu. Vì sao vậy? Vì còn có quyến thuộc của Thích Đề Hoàng Nhân và Đại Phạm Thiên Vương, cho đến Thiên Long Bát Bộ trên cõi trời, và quyến thuộc của chư thiên, tất cả cũng đều đến để ủng hộ, bảo vệ những người đó. Đức Phật lại dạy: tại sao người đó lại được chư hiền thánh ủng hộ như thế?
Vì sao những người đó lại được đông đảo chư vị thánh hiền, Thiên Long Bát Bộ, Đại Phạm Thiên Vương, Thích Đề Hoàng Nhân từ cõi trời đến bảo hộ như vậy? Ấy đều do chiêm lễ hình tượng của Bồ Tát Địa Tạng cùng đọc tụng kinh bổ nguyện này nên tự nhiên được rốt ráo xa lìa biển khổ, chứng được niết bàn yên vui, vì thế mà được sự ủng hộ lớn lao. Chính là nhờ nhân duyên chiêm ngưỡng đảnh lễ hình tượng Địa Tạng Bồ Tát và nhân duyên đọc tụng kinh Địa Tạng Bồ Tát bổ nguyện mà trong tương lai những người đó chắc chắn tự nhiên sẽ được xa lìa mọi khổ não, chứng được sự an vui của niết bàn. Do duyên cớ này nên họ mới nhận được sự ủng hộ lớn lao, được hết thảy các bậc thánh hiền đến ủng hộ, che chở như thế.